Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ nhà Hảo đang lên đường để mà mình đi công viên Hoa Đào nha. Công viên Bạc Đờ Sô. Thì năm rồi Hảo cũng có đi rồi. Năm nay mình sẽ... Không con, mình không có đi. Nè hai đứa đang, anh Ban với Duy Anh đang ở phía sau nè, chào ông ba cô chú. Bây giờ là đang kẹt xe chút xíu nha cô chú. Thì đáng lý là nhà Hảo tính là ngày mai mới đi đó, nhưng mà có một cái sự thay đổi đột xuất, thì cho nên là bây giờ nhà Hảo sẽ đi, là bây giờ là cũng 1 giờ rồi, bây giờ là gần 1 giờ rồi, cho nên mình đi cái giờ này thì nó hơi kẹt xe xíu. Với lại là lát nữa mà khi mà mình tới cái công viên đó, không biết là có chỗ đậu xe hay không nữa. Tại vì thường mình đi mấy cái giờ tầm này thì rất là khó kiếm chỗ đậu xe, cho nên hên xui đi, tới đó rồi mình tính. Tại vì hồi năm rồi Hảo đi á, lúc Hảo đi là 10 giờ thôi, nhưng mà kiếm chỗ đậu xe cũng rất là cực luôn đó. Tại vì Hảo tính ngày mai là đi, rồi mình sẽ chuẩn bị đồ ăn đi chợ đồ xong rồi. Đi chợ đồ xong rồi cô chú, mua đồ để mà ngày mai Hảo làm, rồi mình đem theo mình ăn business ở trưa ở chỗ đó luôn đó. Cái xong bây giờ đột xuất cái nói đi một cái là đi luôn, cho nên là mới ăn trưa xong á, nhà Hảo mới ăn trưa xong, cho nên mình chỉ đem, mà Hảo chỉ đem một xíu bánh thôi, một xíu nữa cho hai đứa ăn ở đó cho vui đó, rồi đó vậy thôi. Với lại á, ngày mai là trời mưa nữa, do là trời mưa nữa cho nên sợ nếu mà mình đi công viên mà trời mưa thì coi như khua luôn, cho nên bây giờ nhà Hảo đi đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì hả, con biết chạy xe. Rồi bây giờ thì mời ông bà cô chú đi với lại gia đình Hảo tới công viên nha, để một xíu nữa tới đó coi tình hình sao Hảo sẽ quay tiếp cho ông bà cô chú nha. Rồi bây giờ Thảo đi tới công viên rồi nha cô chú, nhưng mà Thảo chưa có tới cái chỗ công viên Hoa Đào, mình chỉ mới tới cái chỗ phía ngoài thôi. Bây giờ Thảo sẽ đi bộ vô, nói chung là chỗ đậu xe tìm cũng hơi khó cô chú, mình phải chạy vòng vòng, tại giờ này đa số là có vô mà xe ra thì rất là ít luôn, cho nên mình không có đậu ở trong Bắc Kinh, ở trong cái đây mà nhà Thảo đậu phía ngoài á, rồi mình đi bộ vô. Bây giờ mình phải đi vòng qua tuốt bên kia cái hồ nước này luôn, rồi mình mới tới cái chỗ công viên Hoa Đào nha. Tại vì chỗ này nó rất là rộng luôn, giống như là rừng vậy đó. Ủa sao bao qua phía này rồi. Cái chỗ này đi rất là dễ té, tại cái dốc á, cái dốc nó xuống nè, cho nên đi phải cẩn thận. Có cục đá nữa đó, mình đó. Bữa nay trời đẹp lắm, trong đây người ta đi bộ, chạy bộ đồ nhiều lắm. Tại vì nó rộng, rồi cây cối giống như rừng vậy đó. Đó, quá trời ngồi người, ngồi người ta ngồi về kia. Đây cái chỗ phun nước nè cô chú ơi, hồ ơi nước kìa. Wow, hồi năm rồi Hảo đi phía bên kia mấy cái chỗ cây kiểu dạng kiển á, còn kỳ này mình đi mình đậu xe phía ngoài cho nên đi hướng khác để lát nữa tới. Đây quá trời nè, nước nè. Bữa nay nhà Hảo đi có đem theo xe đẩy nữa, tại đi bộ vô hơi xa cho nên mang theo xe đẩy cho hai đứa thay nhau ngồi cho nó đỡ mỏi chân. Đây. Mẹ chú có từ đi không? Wow. Mẹ có bỏ vô không? Không bỏ đá vô, con không bỏ đá vô nha. Thôi. Nào. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp qua chỗ Hoa Đào nha. Đó nước mà nó phun lên. Đây cái chỗ này nè, quá trời đẹp nè cô chú. Nước nó phun lên rồi ở phía trên nó chảy xuống. Đó, nguyên một dãy luôn. Nó làm từ từng á, rất là đẹp. Nhưng mà nhà Hảo không có đi lên đường này, nhà Hảo sẽ đi hẳn phía bên kia nha. Nước chảy róc rách luôn. 2, 4, 6, 8, chắc cả chục cái vậy ta. Đó, mình sẽ đi đường này lên nha.
mấy cái cây này nó cao mà nó bự thấy ghê không, mấy người ta mới ôm hết đó trời, có ghe người ta chèo nữa. Bây giờ mọi người thấy ông tuốt ở kia là người ta ngồi, người ta trải ra, người ta ăn trưa đồ đó, quá trời quá đất luôn, đông mọi người, giờ này rất là đông, với lại bữa nay trời đẹp nên nhiều người lắm đó. Phía tuốt bên kia có mấy cái lồng đèn treo á, cái chỗ đó mình đi là nó, mình sẽ vô cái công viên hoa đào nha, nhà Hảo sẽ đi tới đó đó hả. Đó bây giờ là ơi, bây giờ là nhà Hảo phải đi một vòng rồi mình mới đi qua cái chỗ bên đó mới vô được, tại mình phải băng qua cái hồ này nè, băng ngang qua, mà mình không có băng ngang được thì mình phải đi vòng tuốt đầu bên đây luôn rồi mình mới qua. Không biết bữa nay hoa đào nở kiểu nào đây, tại sao người ta không chạy, không vô cái chỗ hoa đào người ta ngồi ăn trưa trong đó ta, mà người ta ra đây ngồi ta. Hảo đi bộ từ cái đầu bên kia đi một vòng luôn rồi mới qua được tới đây, nhưng mà Hảo không hiểu tại sao mà hiện tại bây giờ có rất là nhiều người ngồi ở phía ngoài chứ không có ai vô cái chỗ hoa, cái vườn hoa đào hết, mà Hảo đi phía bên cái hồ bên kia, Hảo nhìn thẳng qua thì Thảo thấy không có, nó hơi hồng hồng thôi, là Hảo không biết là nó nở rồi hay là nó đã tàn rồi, Thảo không biết nữa. Cho nên bây giờ mình cứ đi vô thử ở trong đó coi sao nha. Cái công viên này nó rất là rộng luôn á mọi người. Đây nè, phía ngoài là người ta treo mấy cái lồng đèn nè. Hình như là anh không... Ờ, lồng đèn á con. Hình như là nó chưa nở hả ta? Chứ hồi cái năm rồi mà Hảo đi là rất là đẹp luôn, nó nở tà le hết. Trời ơi nó đông anh Banh. Quá trời đông luôn nè con. Ừ, nè, mình vô nè. Đây. Quy chờ xíu con. Trời đông quá mọi người ơi, chắc cái kéo hả? Quy. Ừ, con chờ xíu đi. Ủa sao bên hả? Quy, người ta đang chơi cái gì đó? À, cái này là chưa nở nha mọi người, chưa nở hết, nó mới có bắt đầu nở thôi. À, người ta chơi cái gì dễ thương quá nè. Đây, nó chưa nở hết nha mọi người chứ không phải là tàn. Đây. Cái đó mình đâu có quen. À, chơi kéo co hả? Đây, bông đào nè. Người ta chơi cái gì kìa, đông vui không? Rồi bây mình đi tiếp đi. Cái này. Mình đâu có quen. À, chơi cái kéo co đó hả? Mình đâu có dây đâu. Thôi lát đá banh đi. Ba có đem banh theo đá nè. Cái này chắc là đi khoảng anh, cái này nó chưa nở, nó mới nở ít ít thôi à, nó chưa có bung hết nè ha. Năm rồi đi thì bông nó nở nhiều, nó gần tàn, tại lúc đó là đi gần cuối tháng, còn cái này Hảo đi đầu tháng. Bữa nay mới có khoảng 10 tay thôi, cho nên là bông nó chưa có nở hết. Chắc là đi tuần sau á, đi tuần sau là em nghĩ nó bung hết ha. Tuần sau là ok, nhưng mà tuần sau là kẹt rồi không có đi được, cho nên nhà Hảo đi tuần này. Với lại tuần sau trời xấu, thấy nó báo là mưa không à. Như cây này cũng nở cũng ok nè. Cây này nở được nè. Anh kiếm gốc nào trải đi anh. Đây, cái cây này thấy nở cũng được nè. Quay đi kiếm một gốc đi. Ừ. Rồi để ba trải đi. Rồi bây giờ mình sẽ trải gốc này mình ngồi nha cô chú. Tại vì bây giờ gốc nào cũng đông hết, cho nên mình coi gốc này, gốc nào mình trải đại thôi. Quá trời. Ồ. Đông lắm. Rất là đông luôn. Hơi tiếc là nó chưa có nở hết ha, hơi tiếc chỗ đó. Mẹ có bông bông. Trời em canh khó lắm ha. Em nghĩ là giữa tháng là ok nhất á. Nè, mọi người thấy không? Đông. Hả? Quay.
góc nào cũng đông nè, thấy không mọi người, thấy không, đông lắm. Đây nè, nó chưa có nở luôn nè, nó chưa nở nên mình thấy còn lá rất là nhiều. Trời, không nhận luôn anh, người ta khủng khiếp thiệt. Ờ, lần sau nhớ đem rượu, đem bia uống. Đem bia hả? Mày lái xe, em lái xe hả? Ơ nhớ. Nè, nếu mà nó nở ra thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đây là chỉ là một bên thôi nha, còn bên kia nữa kìa. Đông người quá cho nên quay nhiều khi trúng người ta, cho nên phải né né. Chỉ có cây bên đó là họ thấy nở nhiều thôi. Xíu nữa chơi đá banh nha. Một xíu nữa chơi cái góc này nè, để không có trúng người khác, tại vì nó đông quá nè. Đây, cô chú thấy không? Quá trời quá đất người ta luôn, rất là đông. Góc nào là cũng khoảng 2-3 gia đình ngồi hết à. Như cái góc nhà Hảo là tới 3 gia đình. Đó, bữa nay Hảo đi thì Hảo chỉ đem một vài bánh ăn thôi của mẹ con. Đó. Tại vì ăn trưa rồi mới đi á, cho nên Hảo đem bánh đồ ăn chơi thôi. Nè Duy Anh, con ăn gì á? Con ăn gì đó? Cho bà cô chú coi con ăn gì. Con ăn nho hả? Đó. Còn anh Ban ăn gì? Trái đó trái gì? Cây quýt. Bà chồng bà cô chú. Đó, đem bánh ship với lại quýt nho, đơn giản thôi. Vui không con? Nhưng mà lát nữa cho hai đứa chơi đá banh, sợ chơi đá banh trúng người ta nữa nè. Chơi trước này nè. Tại vì bữa nay mình hơi bị xui đi là nó chưa có nở. Mai mốt rút kinh nghiệm, nếu mà mình đi thì mình đi giữa tháng hoặc là tuần thứ ba của tháng. Nhưng mà tại vì quy với lại tùy theo mùa. Ngoài với lại bây giờ là nhà Hảo cũng hơi bị kẹt là tuần sau cũng đi không được. Đó cho nên bữa nay mình đi được thì mình đi thôi. Nói chung nhưng mà người ta cũng đi rất là đông ha. Bao trước. Ba đứa chủ. Đơ gan. Cho nên mình rảnh lúc nào thì mình đi lúc đó. Nói chung thì có cây cũng nở, có cây cũng chưa nở. Vui không? Hai đứa vui không? Hả? Vui không con? Ồ, lo ăn. Không dám chết lời mẹ luôn. Hả? Bữa nay sô-cô-la của ai? Của con ạ? À? Của ai ba? Của ai? Sô-cô-la của ai? Bà đâu biết đâu. Cái này là sô-cô-la lễ Bắc á, của chú ngày mai là lễ trứng gà nè. Đó cho nên có mấy cái sô-cô-la này. Ngày mai là lễ rồi, chắc ngày mai chỗ này cũng đông. Đúng rồi, ngày mai là lễ trứng gà, hồi sáng thì giấu trứng gà. Đâu, lấy sô-cô-la trứng gà cho cô chú coi nè. Đó, khó chịu. Nè, Vian, cho cô chú coi sô-cô-la trứng gà nè. Nè, này của anh Ban phải không? Của Vian đâu? Sô-cô-la trứng gà của con nào? Ba cột hả? Nào, cho mẹ coi coi. Đó, sô-cô-la trứng gà đó. Ở đây Thảo thấy là có là 4 cái cổng để mà đi vô luôn. Người ta nè, mọi người thấy không? Quá trời quá đất. Chỉ có vài cây là nở rất là đẹp. Nó nở kiểu nở, nó bung hết á, cô chú. Còn nhiều gốc nó chưa có bung hết. Đây, cây này cũng quá trời nè. Cây này là bung hết nè, đẹp chưa? Nếu mà nó bung hết là nó không còn lá. Nói chung là mình đi tầm thêm 2 tuần nữa là Hảo nghỉ, 1 tuần 2 tuần nữa là đẹp lắm luôn. Đây, góc này đẹp quá trời đây. Wow. Đẹp quá chừng. Đây nè, nó nở nè, nó bung nè. Cái này mới là gọi là đẹp nè. Nó nở hết, còn mấy kia nó đâu có nở hết đâu.
Đó, dưới đây người ta ngồi hết trơn mà mình đâu có chỗ đâu. Góc nào cũng toàn là người ta, đông quá chừng. Rồi bây giờ Thấu đi quay lại. Quay lại ba cho con. Một xíu nữa mình sẽ đi lại cái cây nào mà mình tìm cái cây nào mà nó nở nhiều nhất thì mình sẽ chụp hình ở cái cây đó cho nó đẹp. Nó, người ta ôi công nhận luôn, cái này là người ta đầu tư nè, chụp hình quá trời. Đông ghê không? Đi giống như là đi đại một gia đình luôn đó mọi người, đông lắm. Trời ơi lấy sức à. Con về. Con xích lại đồng cỏ nè, xích lại chỗ này nè. Đúng rồi. Trời ơi phải sửa thế rồi mới đá nữa. Anh Banh đá một cái là đi lụm luôn á. Anh Banh đá mạnh quá, đá là đi lụm, mẹ đi lụm luôn á, đi lụm mệt luôn á. Có chân trúng cô. Sút. Đúng rồi. Rồi. Đó. Mẹ bẹt đi hả? Lại nha, cầm ra. Bắn nha. À, được. Thoa. Con bắn lên. Bùm. Rồi, đá. Oa. Chu. Alo. Hay quá Duyên ơi. Đẹp không? Đâu, cây bông đào đâu chỉ mẹ coi. Bây giờ hái một cái gắn lên tóc con phải không? Quay, mẹ hái một... cao quá mà. Ồ, rồi mẹ hái một cái nha, mẹ hái một cái. Đây nè, bên đây đẹp nè. Nè. Bên đây quá chừng nè. Rồi, bây giờ Thảo hái một cái. Hái một cái gắn lên tóc cho anh nha. Đó, đây. Nè, mẹ hái một cái, mẹ gắn lên tóc con ha. Con tự gắn được không? Con hỏi đây, hỏi coi được không? Hỏi coi. Đâu có được đâu, cái này đâu phải như bồ công anh đâu mà hỏi được. Thôi mẹ gắn lên tóc con, đưa đây. Con gắn, không phải gắn đó. Này, mẹ gắn lên. Chờ mẹ anh xíu. Hả? À, gắn lên đem về nhà luôn hả? Rồi. Chưa cô. Chứ con muốn cái nào? Trời ơi. Cái bự hả? Bông này không có bự, bông này vậy thôi. Đây mẹ. Trời ơi, đòi hái bông bự gắn lên tóc rồi cô chú. Nè Jean. Cái đó chưa nở. Rồi lại đây mẹ gắn một cái, lát mẹ hái thêm một cái, mẹ gắn hai bên nha. Ok, xem không? Rồi, mẹ gắn trước. Chờ xíu, có một tay nè. Rồi, trời đẹp quá nha. Rồi để mẹ hái một cái nữa. Để mẹ hái một cái nữa nha. Ok, đem về nhà kia. Ờ đưa, đem về nhà đưa luôn. Ok, rồi để không hái một cái nữa. Đây. Rồi, mẹ hái một cái nữa, mẹ gắn lên tóc coi nha. Bao nhiêu. Đây, một cái nữa. Trời ơi, cưng quá của chú ơi.
Hả Tim? Trời ơi, đẹp quá cô chú ơi. Con ai vậy? Con ai đẹp quá vậy? Cưng chưa? Đó, chị Hai ở đằng kia chơi với ba rồi. Đẹp không con? Con nít tới đây thì chơi, người lớn thì tới nghỉ ngơi. Trời ơi. Trời ơi, nằm luôn kìa. Tại vì ở trong đây đông quá cho nên hồi nãy người ta ở phía ngoài nhiều á. Trong đây đông quá mà. Đâu Duy Anh, đá mạnh coi, đá mạnh với chân coi. Anh múa coi. Múa coi. Múa giỏ là sao? Trời. Lăn lộn luôn á. Con nít nó phải năng động vậy. Năng động là mới khỏe. Có chân trúng cô á con. Cẩn thận trúng cô á. Cái bạc này năm nào cũng đông người hết á cô chú. Người ta đi tới, người ta vui chơi, cắm trại, ăn uống này kia. Sáng mình chơi tới chiều luôn cũng được. Vui lắm. Có chân trúng cô. Bây giờ nhà Hảo sẽ chơi ở đây tới khoảng chiều chiều xíu nữa. Đó. Bên kia người ta hỏi bong bóng nè. Mình chơi tới khoảng, tại bây giờ mùa này lâu tối lắm, cho nên mình chơi tới 8 giờ đồ cũng được. Nó chơi đã xong rồi cái mình đi về. Cây bên kia nở nhiều. Ở đây có vài cây nở rất là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ mình chơi đã xong rồi, nhà Hảo sẽ đi về nha. Video của Hảo kết thúc ở đây luôn. Thì cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.